Vừa qua, Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu EU MONTRAP tổ chức hội thảo với chủ đề Tăng trưởng xanh và các cơ hội thương mại cho Việt Nam. Theo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2020, toàn ngành công thương sẽ giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ 8 đến 10% so với mức năm 2010, giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng từ 10 đến 20% so với phương án phát triển bình thường. Trong giai đoạn 2015-2016 sẽ xây dựng chỉ tiêu cho các ngành tiềm năng như hóa dầu, giấy, gốm sứ công nghiệp, rượu bia, nước giải khát, dệt may. Các đề án sẽ được thực hiện khi triển khai kế hoạch bao gồm sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả và bền vững, thúc đẩy sản xuất hàng hóa và dịch vụ hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường. Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Bùi Huy Sơn cho biết, Bộ Công Thương đang hoàn tất các dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Riêng đối với lĩnh vực công thương cũng đã áp dụng các giải pháp chủ yếu khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đảm bảo về môi trường, hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các sản phẩm đáp ứng yêu cầu đó, đồng thời tổ chức các đợt xúc tiến thương mại theo hướng tiếp cận năng lượng đáp ứng được yêu cầu xúc tiến thương mại xanh, khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận được yêu cầu mới.